nghĩ nhầm. Người ta có con có cái giờ, còn mình có con có cái mà nó không có nuôi mình, bỏ mình khổ sở quá. Ăn ngon rồi không có thì ăn dở, không có tiền đó. Không có tiền bạc gì chân chú ơi, con nó bỏ hả? Không có, nó không có thương đi chân rồi. Tối ban đêm ngủ khung mình cũng buồn ấy chú ơi. Tự mình lo, có nhiều ăn nhiều, có ít thì ít, nó khổ bài nào thì mình phải che đậy bài nấy thì sao giờ. Chứ miễn có cơm mình dùng được rồi, no thôi, ăn bao nhiêu, ăn chừng chén cơm, chén mấy cái cơm rồi. Câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước mặt ông bà cô chú anh chị là hình ảnh của bà Tư, 87 tuổi. Bà Tư đứng ở trong căn nhà này có một mình cô chú anh chị. Thì mắt bà thì cũng rất là kém, hàng ngày thì những công việc như là rửa chén, nấu cơm rồi này kia, bà Tư phải làm để mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Hôm nay Nghĩa được em Nhân kênh YouTube Nhân Nghĩa Trung Cang có giới thiệu Nghĩa đến đây, thì Nghĩa xin gửi hình ảnh của bà Tư đến quý ông bà cô chú anh chị đây ạ. Con chào bà Tư. Con xin phép con vô trong này trò chuyện bà Tư nha. Bà Tư nói sao? Bà Tư quay mặt ra đi, quay mặt ra đại đi. Bà Tư cứ làm đi, con trò chuyện bà Tư nghe. Yeah. Con gửi này cho bà Tư. Bà Tư năm nay nhiêu tuổi rồi bà Tư ơi? Là 87 rồi. Trời ơi, bà Tư 87 tuổi rồi hả? Yeah. Bà Tư sống trong căn nhà này với ai? Yeah, con mình hả? Có con mà nó bỏ nó đi hết rồi. Con mình hả? Dạ. Yeah. Ở sớm rồi, người thương. Nó cho này cho kia ăn chú ơi. Dạ. Ủa, bà Tư không thấy đường rõ sao? Không, không có thấy đường. Không có thấy đường, thấy xá gì chứ. Mòi. Bà Tư quay qua nhìn thấy con không? Không, chú hù à. Không có thấy. Rồi sao bà Tư không nấu? Không có thấy đường. Mò gì nè. Rồi sao bà cái Tư bếp đứa. Rồi sao bà Tư nấu cơm ăn được? Có cà gàng đó. Nấu cà gàng chứ đâu nấu bụng điện. Để nó ấy tay rồi chết à. Ấy mà bếp lửa kìa. Dạ. Ấy bếp lửa nấu rồi cũng mò vậy nè. Rồi bà Tư rửa chén đi, rửa chén cho con quay cho khán giả bên con coi nha. Dạ. Ông bà cô chú của con coi. Dạ. Rồi xem, rồi hồi bà Tư dẫn con đi vòng vòng nhà, rồi vô bà Tư nấu cơm cho con quay luôn nghe. Dạ. Coi cuộc sống bà Tư khó khăn như thế nào để con xin tiền ông bà cô chú anh chị con. Dạ. Giúp bà Tư vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Dạ. Rồi bà Tư không thấy đường cô chú anh chị. Không có thấy đường, thấy xa gì hết trơn. Bà không biết có nước có nâu gì, em không biết. Bà Tư có cái nước sạch về đây? Dạ, nước đó đó. Rồi gạo mình sao bà Tư? Bà Tư đây mua gạo ăn hả? Mua gạo ăn. Người ta có cho gạo bà Tư ăn không? Ít lắm. Ít lắm ha. Dạ. Con hỏi bà Tư nè, bà Tư lãnh tiền nhà nước chưa? Lãnh được 360. 360 ngàn. Dạ, không đâu mà đều đỡ gì thôi. Không có đủ đâu mà đều đỡ. Dạ. Rồi con hỏi bà Tư những lúc thiếu vậy bà Tư làm sao? Thiếu thì kệ, ăn miếng nước. Ăn miếng nước đi. Có thì ăn ngon, rồi không có thì ăn dở. Không có tiền đó. Không có tiền bạc gì chân chú ơi. Con luôn bỏ hả? Không có. Nó không có thương đi chân rồi. Tối ban đêm ngủ khung mình cũng buồn đó, chú ơi.
tự một mình ngủ cũng buồn. Dạ. Giá như có người con người cháu nào ở bên cạnh cũng đỡ lòng bà Tư ha. Buồn chết. Cái người ra ngồi con giếng chiều sáng gì nằm nhẩm xúc ra. Mỗi ngày đi ra đi vô nhớ con đúng không bà Tư? Nhớ lắm chứ, mày nhớ lắm chịu chứ sao giờ. Bà Tư ơi, bà Tư được mấy người con? 4, 2 trai 2 gái. Dạ. Con bà Tư ở gần đây không? Không, nhưng mà nó mới bỏ. Dạ. Nó không có ý mình ở đây hết trơn tất cả. Cô chú anh chị ơi, bà Tư thì ở nhà dò dỏ mong chờ nhớ dạ, từng người con dạ, vậy đó. Dạ, giờ nó bỏ không có. Con cũng chết rồi chú ơi, nó khổ gì mà nó khổ. Mò. Rồi bà Tư nấu cơm cũng mò mò vậy đó hả? Dạ. Rồi sao bà Tư? Bà Tư sao biết cơm chín? Bà biết bị đường nước đó, mình để lửa hơi gì đó. Dạ. Mò bếp lửa. Trời ơi. Mò hai bên vậy là cà gàng. Mà coi nó có rớt tàn không? Cô chú anh chị. Con bà Tư có thường về đây thăm bà Tư không? Không, bởi vì nó bỏ mà. Không có đi. Con xin lỗi cô chú anh chị, bà Tư nó bỏ mà con hỏi hoài. Bỏ rồi. Dạ. Hỏi vậy hả chân, tất cả tôi không bao giờ tôi nói giả dối tôi ơi. Ăn cơm mà sáng đi giờ mới rửa rồi nè. Ngồi con bà Tư vô nấu cơm chiều bà cháu mình ăn cơm nghe. Bữa nay được gì? Chú ăn được ăn hen. Dạ. Bữa nay được gì ăn cơm bà Tư ơi? Dạ. Tôi nói vậy. Bữa nay bà Tư được cái gì ăn cơm bà Tư? Có cái gì đâu ăn. Bà Tư tính đãi con món gì? Tính mua miếng thịt. Mua miếng thịt. Dạ. Trời ơi. Có thịt. Còn lại là mua thịt ăn á hả? Không có, mua miếng thịt bị không có gì ăn. Dạ. Còn mấy thì con tôi mua nè. Cơm đó. Cơm nè. Con mua 2 hộp. Đó. Không biết bỏ ở đâu rồi nữa. Đây. Con không thấy cơm. Có cơm. Dạ bà Tư cứ làm đây đi rồi hồi con về bà Tư dẫn con đi vô vòng vòng nhà. Dạ. Dạ. Có thay đường ở trong rồi đi ngoài chết à. Dạ. Rồi bà Tư ơi, quê bà Tư hồi trước giờ là ở đây luôn đó hả? Có chồng ở đây nè, rồi ông chết rồi cái ở đây luôn. Ông Tư mất lâu chưa bà Tư? Mất cả 20 năm rồi. 20 năm, ngày trước lúc còn khỏe, còn mạnh giỏi đó, bà Tư làm công việc gì bà Tư? Đi mần mướn, người ta lên cất mần mướn, ăn. Dạ. Chứ có mần gì đâu, đi mần mướn không à. Cũng đi làm mướn. Đi mần mướn chặt lúa, ai đi mất lúa vậy á. Dạ. Không biết cái thau nước ở đâu không? Dạ, đây bên đây bà Tư ơi. Trời ơi, cô chú anh chị. Rồi quần áo bà Tư làm sao? Bà Tư tự giặt luôn hả? Trời ơi, mướn người ta giặt. À, mướn người ta giặt. Dạ, mướn. Có khi mướn được, có khi tôi giặt. À, mướn không được thì mình tự giặt. Dạ. Dạ. Bà Tư kiếm gì bà Tư? Kiếm nước. Cái nước đây. Nước đây hả Tư? Mỗi ngày những công việc nhà bà Tư đều tự làm vậy đó. Dạ. Cũng như... quại. Dạ. Cũng xong rồi mới đi làm việc nhà. Là sáng bà Tư cúng một xong rồi mới làm việc nhà. Dạ. Rồi cũng gọi là rửa chén nè, nấu cơm nè. Dạ. Hoặc là không có mướn được ai giặt đồ thì giặt, không có mướn được thì tự giặt. Dạ. Cứ ngày này qua ngày nọ thôi đưa như vậy đó. Nhưng dạ, mà mắt dạ. Bà Tư thì không thấy rõ. Bà Tư ngủ ngon không bà Tư? Ngủ cũng 3 giờ có thức dậy rồi. Dạ. Gọi gậy trong nhà cũng kiếm làm củi á. Dạ. Làm củi 3 giờ cái quýnh bon để thức dậy cho sáng. Dạ, nghe xa tiếng chuông chùa bà Tư thức dậy ha. Cũng dạ. Cúng mùng á. Dạ. Làm củi. Làm củi niệm Phật. Dạ. Thổ. Bà Tư ăn cơm mỗi bữa được nhiều không bà Tư? Trời ơi, ăn có chén gì. Ăn được chén.
chén chẳng mấy, bữa nào ngon á. Dạ. Bà Tư có thèm ăn gì không? Có thèm giờ cũng không có tiền, chú ơi. Bà Tư có thèm gì không? Con mua cho bà Tư dùng. Bà ăn, chứ mua trái dừa. Chứ mua trái dừa uống, tự không gài. Thèm nước dừa. Dạ, trái dừa á. Rồi thôi, thôi đi chú ơi, cống tiền, chú con nghiệp chú ơi. Ở đây bà Tư muốn mua dừa là bà Tư mua ở đâu? Đây. À, ngoài quán rồi đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cái này phải cho thau nước không biết nữa. Dạ, thau nước đây. Ừ, nè. Mò, quá mò. Mỗi lần bà Tư rửa chén nghĩa nghĩ lâu lắm cô chú anh chị. Tại vì bà Tư không có thấy đường rồi, cái tay bà Tư cứ mò qua đụng bên đây là thau nước đó. Rồi cô chú anh chị thấy những hình ảnh đó rất là đau lòng. Khi bà Tư năm nay đã 87 tuổi, sống một mình trong căn nhà này đấy thôi. Bà Tư chia sẻ thì con bà Tư cũng không có về nữa. Thì mỗi ngày bà Tư phải làm đó những công việc như vậy đó. Rồi còn lương thì mỗi tháng 360 ngàn thôi. Phải thau nước không? Dạ nước đây bà Tư ơi. Đây ha. Dạ. Rồi bà Tư nhận lương nhà nước như vậy đó, là bà Tư lúc đủ lúc thiếu rồi mình có phải mua thuốc uống gì không bà Tư? Có chứ, tiếp thu hoài, đau. Chú có giò cẳng chú nè. Răng mông mà chú ơi. Mấy trời ơi, giò bà Tư có bị lớn rồi cô chú anh chị. Nè, nó chỗ cái gì ra nó răng mông. Chỗ đồi mồi bà Tư ơi. Không phải đồi mồi, dạ. Uống thuốc. Uống thuốc ra nó chỗ ra ha. Dạ. Dạ. Bà Tư uống thuốc gì bà Tư kể con nghe đi. Không biết thuốc gì, không biết treo đó đó. Mà không biết uống cái thuốc gì mình không biết. Rồi bà Tư bệnh gì bà Tư biết không? Bệnh nhức mỏi. Bà Tư bị nhức mỏi ha. Ăn không được, ngủ không được vậy đó. Dạ. Bà Tư có lo nghĩ điều gì không? Bà Tư kể con nghe đi. Có nghĩ chứ, nghĩ nằm. Người ta có con có cái rồi, còn mình có con có cái mà không có nuôi mình, bỏ mình. Khổ sở lắm chứ. Con nghĩ con bà Tư lo cuộc sống còn nghèo rồi, lo cuộc sống phía trước nên chưa về đà thăm bà Tư đó. Dạ, nó bỏ thiệt chứ. Nó bỏ, nó không có gì. Tôi, nó bỏ tôi. Có khi tôi ngủ, tôi buồn rồi, nước mắt tôi cầm bim trên gối hết trơn. Tôi nhiều khi tôi buồn, nó muốn chết cho rồi, chú ơi. Bà Tư có muốn nhắn nhủ gì với con bà Tư không? Bà Tư nói đi. Con hả? Dạ. Không, không có nhắn nhủ gì hết trơn. Không. Bà Tư có muốn con bà Tư về đây ở với bà Tư không? Không. Nó bỏ mình mà. Nó bỏ mình mà dễ gì nó gì. Không có đâu. Không còn một cái hy vọng, không còn... Không còn hy vọng gì hết. Dạ. Trong nước ở trong chú. Dạ, để con úp vô cho. Để tôi úp. Bà Tư để đây nè. Rồi xong bà Tư dẫn con vô nhà nha. Ừ, vô nhà cho ông bà cô chú bên của con á xem nhà bà Tư như thế nào. Bà Tư đi được không? Đi khỏe không? Đi mò đi. Đây ơi. Đi mò đi. Quá chừng đụng cái cổ của tôi cũng không thấy đường nữa. Dạ. Rồi không có ai dẫn thì sao bà Tư đi bà Tư? Mò đây nè, mò chỗ bàn thờ nè. Rồi đi qua. Dạ. Đó, bàn thờ nè. Ban đêm bà Tư ngủ đây hả? Ngủ ở trống á. À, dạ. Mò gì nè chú ơi, mà không biết tới bàn thờ chứ không biết. Dạ chưa tới. Dạ đụng rồi đó bà Tư, đụng đi. Qua hả? Đây. Ừ. Là mỗi ngày bà Tư phải mò đi vậy đó. Dạ. Có khi nào bà Tư phải vấp hay là như thế nào không? Vấp ngã không? Có bị té? Có chứ, té hoài chứ. Té hoài luôn vậy. Nè, té mấy bữa rồi, u một cục mà. Cục á. Không thấy đường, nhướng vô. Trời ơi, nhà sàn bà Tư nấu củi hả? Nấu củi. Cái nấu điện rồi. Có thấy đường đâu mà ghê em.
chú. Cháu chú ngủ đây nè. Dạ. À, mà tôi ngủ trong này. Hầm nực chứ không mà tôi. Nực dữ lắm. Dạ. Chú thấy không, khổ sở. Có cái cây cái cột này, nó đụng một cái giọng ra. À, bà Tư hay đụng cây cột này ha. Dạ. Dạ. Đụng vô trán của bà Tư. Rồi bà Tư nấu cơm rồi bên đây. Ai, nấu dạ. Đây. Rồi con hỏi bà Tư, bà Tư ngồi xuống đi. Bà Tư ngồi đi. Con hỏi bà Tư nha. Dạ. Rồi củi này ai đem vô cho bà Tư? À, tôi có ôm vô đó. Dạ. Ôm tôi xuống đổ cái ấm nước đó. Mồi tôi xuống. Ôm bằng ở cây cây vậy đó. Là bà Tư nói sao bà Tư ôm vô hả? À. Bà Tư còn thấy được ôm không, vô sao? Không, không. Chỉ có ống nước đây nè. Dạ. Và củi ở đây nè. À, củi người ta đem lại cho bà Tư hay sao? Ừ. Người ta cho bà Tư hả? Đã cho. Ừ. Rồi ví dụ như hết củi người ta không ai cho thì sao bà Tư ơi? Hết củi rồi thôi chứ sao? Rồi ngày đó không có nấu ăn luôn. Dạ. Cũng củi chứ cũng chăm hoài vậy đó. À, là bà Tư mua hả? Mua. Mua chứ không phải cho không chú anh chị? Ừ. Mua. Mua của con nhỏ mà chú hay phiên nhận á, mua 7 bó là 7 vậy? Bó mà 5 70 ngàn mua. Dạ. Rồi con hỏi bà Tư nè, nãy con vẫn hỏi mà con vẫn chưa hiểu. Dạ. Bà Tư không thấy đường, bà Tư nấu cơm sao bà Tư biết cơm chín? Ai lường, lường vậy nha. Lường một lóng tay gì nè. Một lóng tay. Rồi để củi ở để liêu hiu vậy đó. Để củi lửa nhỏ nhỏ. Dạ. Dạ. Cho nó chín. Đó, để lường nước này ngón tay vậy nè. Rồi hồi nấu bà Tư nghe mùi khét hay sao? À, nghe mùi biết cơm chín hay sao? Biết cơm biết, chín. Ha? Biết ha. Biết. Rồi làm đồ ăn sao bà Tư làm? Dạ. Làm đồ ăn thì mượn người ta làm. Mượn người ta làm. Còn nếu con ví dụ ngày đó không có ai chơi sao bà Tư ơi? Không có thì thôi ăn ông muốn tiêu. Không có ai làm thì ăn muối tiêu. Dạ, muối tiêu ngon lắm chú. À, miễn có cơm mà ăn được rồi. Nói cho tôi một chén cơm thì tôi ăn muối tiêu cũng ngon lắm rồi. Tôi ăn tôm cũng như có gì ăn nấy, không có thì muối tiêu đó, muối tiêu. À, bà Tư dùng chay hay dùng mặn? Dùng 29, 30 và 14. À, mùng tháng 4 ngày. Dạ. Những ngày gầm ngày mùng 1, 30, 29 rồi đó. À, dạ, 14 đó là bà Tư dùng chay. Còn lại là bà Tư dùng mặn. Ừ, có ai làm giùm bà Tư thì bà Tư cho ăn. Này à, dạ, còn không làm. Còn không ai làm nữa thì bà Tư ăn cơm muối tiêu. À. Đúng. Muối tiêu ngon đúng không bà Tư? À, ở đúng. Trong nhà bà Tư nực quá trời bà Tư. Nực quá nực. Rồi ban đêm bà Tư ngủ ở đây rồi sao đầu hôm nực lắm. Mà nó kéo lên hết. Nhưng mà ban đêm nực quá sao bà Tư ngủ? Thức sáng đêm. Thức sáng đêm. Không có ngủ được. Tự nhiên nó hầm á. Cô chú anh chị nhà bà Tư bích bùng to nó chân nè. Bích bùng to nó chân nực lắm. Nghĩa ngồi đây mà chịu không nổi luôn á. Ừ. Tại vậy khổ ghê nào thì theo nháy chứ sao chú ơi. Con hỏi bà Tư có mong ước điều gì không? Bà Tư có muốn được cái gì không? Mà chú ơi, tiền nhận mà có mà ăn mà sống. Tiền để có ăn mà sống. Dạ. Dạ. Nó khổ có tiền thì hơi vui vui một chút. Có tiền vui vui một chút. Bữa nay con lợi trong túi được nhiêu tiền khoe với con đi. Không có. Không có đồng nào hết trơn. Không, cái này điện thoại sợ nó gớt. À, có gì đâu với chai dầu không có tiền gì? Rồi sao nãy đòi đãi con ăn cơm thì dễu cô ở bên đó mà cổ đi mua giùm. À, có tiền thì giờ hào ả, còn không có thì thâu vậy đó. À, là mượn tiền cô kia đi mua đồ ăn về đãi con đúng không? Ừ. Trời ơi cô chú anh chị đứt ruột không? Mượn tiền mua thịt cho Nghĩa nó ăn. À, đúng không? Dạ. Con tên Nghĩa. Dạ. Mua cho chú ăn rồi biểu quả làm giùm. Dạ. Không có tiền ăn muối tiêu rồi khách lại nhà mua mượn tiền mua thịt đãi ăn cô chú anh chị. Tôi không có cần
ăn thương ăn cái gì mà cho cao sang mỹ gì á, phải miễn cơm mà ăn no thôi, ăn chén cơm gì. Dạ. Lục muối tiêu ra ăn rồi. Rồi có cải hay gì, hai ba miếng gì thì ăn được. Chứ không có ăn cao sang mỹ gì hay là gì. Không có tàu hũ, không có gì hết. Tôi dễ ăn lắm. Dạ. Miễn sao có cơm để no lòng được rồi. Dạ, đúng không bà Tư? Đúng. Dạ. Rồi con hỏi bà Tư, như vậy là gạo ở đây bà Tư mua phải không? Mua không à. Có ai cho bà Tư không? Có ít lắm. Có mà ít ha. Ừ. Có khi nào hụt gạo không bà Tư? Có. Lúc hụt gạo thì sao bà Tư ơi? Hụt đò gạo đó, một triệu cô ở ngoài ngoài cổ vô đó. Dạ. Mua rồi ăn rồi cái bà nào có tiền dỡ cho cổ. Con hỏi thiệt bà Tư đừng buồn nghe. Không. Con xin lỗi trước nghe. Không. Có thiếu ai tiền gì không? Có. Thiếu nhiêu kể con nghe đi. Thiếu đâu cũng 200 mấy rồi con chú. Thiếu 200 mấy ha. Ừ. Tại vì lãnh lương hàng tháng 360 ngàn đó. Dạ, dạ. Rồi mua gạo nè. Mua nước tương, nước mắm này kia. Rồi có khi mua thuốc uống đúng không bà Tư? Có, chích thuốc hoài. À, chích đau thuốc. Sáng tới giờ nữa. Rồi mua củi nữa cô chú anh chị. Cho nên là không đủ tiền. Hiện giờ bà Tư đang bị thiếu nợ. Bà Tư thiếu người ta 260 ngàn. Trong túi thì không có đồng nào hết. Không có nè. Rồi như buổi chiều nay bà Tư tính ăn cơm với gì nè? Ví dụ như không có đãi con, không có đãi con ý là của bà Tư ăn không? Muối. Ăn muối ha. Muối tiêu. Nấu cơm ăn với muối tiêu. Dạ. Muối tiêu. Cô chú anh chị muốn ăn cơm với muối tiêu không? Nghĩa sẽ tái hiện hình ảnh đó đến cô chú anh chị nè. Giờ con với bà Tư nấu cơm ha. Dạ. Con muốn thấy bà Tư nấu cơm sao mà chín á. À, dạ. Được không? Thì mò vậy nha. Mò cái bếp lửa. Dạ. Con xin lỗi quý ông bà cô chú anh chị, không phải là con bắt bà Tư làm cái công việc không, gì mà không. con muốn bà Tư làm để ông bà cô chú anh chị thấy rằng cuộc sống bà Tư hàng ngày đời thường như vậy đó. Là nấu một bữa cơm phải khó khăn như thế nào, rửa một chén tô phải nhọc nhằn ra sao, để cô chú anh chị hiểu nhiều hơn về cuộc sống của bà Tư hàng ngày, cuộc sống đời thường của cô chú anh chị. Đến hoàn cảnh nào Nghĩa cũng tái hiện lại những cái hình ảnh đó để ông bà cô chú anh chị có thể hiểu nhiều hơn về bà Tư. Thì qua câu chuyện bà Tư chia sẻ khi nãy giờ thì bản thân Nghĩa cũng nhận được một điều là bà Tư rất là khổ cô chú anh chị. Chú không tin chú lại cái bếp lửa của tôi kìa. Rồi nấu cái mò vậy nè, coi cái bếp lửa thôi, coi nó có văng ấy ở ngoài không, văng lửa ở ngoài không. Dạ. Khổ lắm. Ừ. Mò vậy nè. Con hỏi bà Tư nè, bà Tư muốn vô chùa ở không? Không. Tôi muốn ở nhà cũng thờ cũng phượng cũng đủ hết trơn. Dạ. Đó, đâu có thiếu gì, không có thiếu ngày nào mà không cúng, ngày nào cũng cúng ngày ba giáp. Con sợ ở đây không ai lo được cho bà Tư tròn hết. Thôi giờ chú nói vậy tôi cũng mang ơn chú, mang ơn rất nhiều. Đó, bây giờ cúng kiến thì hàng ngày. Đâu có bỏ cha bỏ mẹ đi với chú. Dạ. Đó. Mình mất hiếu sao? Trời không có bỏ ngày nào chứ. Ngày nào cũng lo cho cha mẹ chén nén nhang cha ly dạ, nước. Dạ, đó. Dạ, rồi niệm Phật hồi hướng công đức ông bà cha mẹ tổ tiên, dạ, những vị giảng tiền bối quá giảng bà Tư ha. Đó. Dạ. Nói như này nữa kia nó giảng đồ. Tôi bà Tư nghe thuộc đó. Bà Tư thuộc giảng không? Giảng bắt ngoại á. Dạ, bà Tư thuộc không? Có chữ thì thuộc, có cái chữ thì không thuộc. Vậy đó. Ôi là sao bà Tư đâu có thấy đâu đấy chữ bà Tư? Không có thấy chữ, mà đều nói bóng bóng vậy đó. Dạ. Dạ con bà Tư nấu cơm ha. Nấu ha. Dạ, dạ. Bà Tư còn gạo không? Còn ở trong hũ còn đâu. Trong hũ này ha. Trừng lít cái gì. Trong hũ này nè. Con bà Tư nấu đi cho quý ông bà cô chú anh chị kênh con thấy. Thấy cái nỗi nhọc nhằn của bà Tư, nỗi cực khổ của con nè cô chú anh chị. Con ngồi con nực muốn chết luôn rồi cô chú anh chị ơi. Bà Tư đi cô chú anh chị. Hũ gạo đâu nữa rồi. Đây. Thấy không còn hả. Mồi chổng coi. Trời ơi, muốn hết gạo. Ôi, bà Tư ơi, gạo bà Tư con gì không hả? Mất hết gì? Mất hết gì vậy?
Ô, móc rồi cô chú anh chị, cái tay nghĩa trắng luôn nè. Cô chú anh chị thấy đầu con tay nè. Hả? Móc chú để vô đi. Bà Tư khoan, con nói bà Tư nghe nè. Giờ gạo bà Tư móc hết rồi, giờ bà Tư bán cho con hết gạo đó nha. Cái này hả? Dạ. Cái này hả? Dạ, gạo trong cái hũ nè, nó móc hết rồi, giờ bà Tư bán cho con đi. Đi. Bà Tư bán cho con ăn. Chú ăn rồi, cho chú ăn cái gì được. Bà Tư, con mua gạo khác cho bà Tư, con đổi gạo này nha. Dạ. Bà Tư chịu không? Ủa, móc ăn cô chú anh chị, ăn bệnh lắm bà Tư ơi. Ừ. Bà Tư chịu không? Chịu bán cho con không? Cái gì cũng được hết trơn đó chú ơi. Tôi không có thấy đường, tôi mò ấy nha. Đây là cái hũ gạo. Đây nè. Con xúc ra một lon con do nghe bà Tư. Dạo bà Tư bị móc hết rồi cô chú anh chị ha. Có nghĩa là bà Tư ăn một mình ít có ăn đó, ít có dùng gạo nhiều á, không có dùng gạo nhiều đó. Cái lâu ngày nó móc. Rồi bà Tư không thấy. Được chưa? Rồi, khói lên luôn cô chú anh chị. Đây. Bà Tư để đi. Cô chú anh chị nhìn mấy con gì nó bò nè. Con mọt phải không nhân? Con mọt nó bò quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Bà Tư ổng gà ăn gạo này đó hả? Dạ. Về sao ăn được cô chú anh chị? Ăn bệnh lắm bà Tư ơi. Còn chú nói ngay, chú thấy thì chú tôi bỏ. Bỏ cho gà ăn. Bà Tư ăn gạo này lâu chưa? Ăn gạo này đâu cũng có cả tháng rồi. Cả tháng rồi, quá trời ơi, giờ con phải thay đổi lại cho bà Tư chứ vậy đâu ăn được đâu. Cô chú anh chị, con vừa nắm lên nè. Tay trắng hết luôn. Không biết cả đâu. Bà Tư để đi, hồi con thay gạo khác cho bà Tư. Giờ gạo này mình cho bà con ở đây có nuôi gà đó. Người ta cho gà ăn bà Tư nha. Dạ. Rồi mình không đừng ăn bà Tư gạo này nha, để hồi con xin tiền chị Tú mua gạo khác cho bà Tư ăn. Nha. Dạ. Trời ơi, đổ vô cái bụi nó bay lên của chú anh chị. Bây giờ để tôi vô cái bếp lửa này coi. Mỗi ngày công việc hàng ngày của bà Tư là vậy đó cô chú anh chị. Nhưng mà bà Tư không có thấy đường gõ thì nấu cái này nghĩ rất là nguy hiểm luôn. Ừ. Mỗi lần than nó rớt xuống bà Tư lấy tay mò nó bốc lên hả? Đừng cho nó cháy hả? Dạ. Đây nè. Cái này ấm nước dây đi chú. Để đây cho bà Tư biết nhớ ha. Dạ. Dạ, để chỗ khác bà Tư không nhớ cô chú anh chị. Nè, cờ gà nữa nè. Ba con chuột để cái mù Phật. Con mượn bà Tư cái này đũa gấp lửa. Đồ gấp lửa mà ngày xưa cô chú anh chị rất lâu rồi mới gặp lại nè. Ngày xưa là mấy cây tre bà Tư ha. Dạ. Chút về dài để dành gấp lửa. Đây nè, nấu rồi lấy biết sao không? Cái mò ở dưới này nè chú ơi. Đó, mò có bốn gấp kìa nè. Có gớt ở dưới không? Có gớt lửa ở dưới không? Dạ, đó. Sợ nó cháy cái sàn của mình. Cháy nhà chứ nói gì. Dạ. Đây nè. Mò bốn gấp kìa nè, coi có gớt không. Cái này cái cờ gàng. Đó. Còn cái hình ảnh nào khổ hơn nó không cô chú anh chị? Chứ hôm nay Nghĩa gửi hình ảnh lên kênh YouTube của Nghĩa đây, để gửi đến ông bà cô chú anh chị hình ảnh bà Tư sống một mình. Sống một mình mà mắt bà Tư thì không thấy rõ, tuổi đã 87 rồi. Mỗi ngày nấu cơm rồi trong cái bếp củi mà trên cái nhà sàn nè. Trong nhà bà Tư thì nực đến đổi mà hình như là mình Nghĩa bây giờ ức nhập luôn. Đó, cái cà gàm đây. Mò hai bên vậy nè. Bà Tư ơi, con không thấy bà Tư có lá dừa. Không, lá dừa nè. Nó cháy nhà chết ạ.
Rồi bà Tiên nhóm lửa làm sao? Nhóm mà ấy nè, ruột xe nè. À, người ta cho đây đó. Cô chú anh chị, đây rồi cái ruột xe. Có nghĩa là cái ruột xe đạp xe Honda mà khi người ta bỏ cắt ra, cắt ra nhóm. Ôi cái mùi này nó bệnh chết bà Tư ơi, bệnh lắm. Vậy chứ đâu có cái gì đâu. Đâu có cái gì đâu mà nhấm. Ờ, cái cà gàm đây. Còn mò xanh quanh này vậy nè. Nó đạn trường đi, nó có cái cháy cái gì dưới không nè, vậy nè. Đó, mò bốn góc vậy đó. Bà Tư đói bụng chưa? Chưa, bởi vì con còn máy á. Để thôi để lần sau đi, lần sau con xuống con nấu cơm, con mời bà Tư một bữa cơm với vai trò một người cháu ruột của bà Tư về thăm bà Tư nha. Không có đâu, không có, con không có gì. Dạ con á, ý là con á, con đóng vai cháu của bà Tư. Dạ dạ, cảm ơn. Con về con nấu cho bà ngoại ăn một bữa cơm. Cảm ơn. Bà ngoại chịu không? Chịu. Chịu. Hôm bữa nay thì thôi con mời bà Tư ra ngoài đi. Con bao nhiêu đây chứ có lẽ là ông bà cô chú cũng hiểu được cái nỗi nhọc nhằn của bà Tư rồi. Dạ. Trong đây nực quá trời bà Tư ơi. Rồi con bò tôi ra cái dưới kìa. Dạ. Rồi một hồi đó, một hồi con sửa cái thùng gạo bà Tư lại. Con để gạo khác vô cho bà Tư dùng nha. Dạ. Con đụng cái gốc cột mà hoài, uống đầu hoài. Con mồ hôi cô chú cũng hết sức rồi. Dạ. Con ướt nhẹp hết trơn. Dạ đúng rồi, mồ hôi con ướt nhẹp hết rồi. Con xin lỗi, bà Tư đi vệ sinh ở đâu? Chui ha, dạ. Đi cầu, đi cầu, đi dài, đi, chứ không trúng mắt, đi cầu hả? Dạ không, con ý là con hỏi bà Tư vậy đó. Ừ, đi ra chú, không phải. Ờ, bà Tư phải đi hả? Không có, tôi không có đi, tôi ngồi bô. À, bà Tư ở đây thì bà Tư ngồi bô. Ừ. Dạ. Ở ngoài đây đỡ hơn trong đó cô chú anh chị ơi. Nhật quá nhật. Dạ. Lâu tới ở ngoài chưa? Dạ chưa. Mới tới bàn thờ à. Rồi ngoài đây mát hơn nè bà Tư. À gió. Bà Tư ngồi xuống đi. Xích tới chút đi bà Tư. Rồi. Dạ. Rồi bà Tư ngồi đi nha. Ngồi à. Cái tay của bà Tư, cái tay bà Tư dính lọ không à? Bắt cái cà gàn đó. Dạ. Mò vô. Rồi mỗi ngày bà Tư nấu với bà Tư cũng lọ vậy không đó hả? Dạ. Phải quơ quơ ở dưới vậy để thôi lửa. Quơ gì? À, bà Tư nắm tay con rồi cô chú anh chị. Quá khứ à. Bà Tư đừng có bôi vô mặt nha. Không. Bôi mặt như hà bá rồi làm sao? Mất khổ vậy á. Dạ. Tại giải dày ăn rửa. Dạ. Yeah. Tôi thấy không, hoàn cảnh tôi nó khổ đau đớn biết bị thương tôi ơi. Bà Tư kể con nghe đi, ngày xưa bà Tư gặp ông Tư, rồi bà Tư đi làm thuê cho người ta đúng không? Dạ, yeah. Rồi ông chết rồi cũng đi mần mướn. Cũng đi mần nữa, bà Tư làm công việc gì bà Tư ơi? À, đi cắt lúa, đi mót lúa, đi hái dưa, nồi này kia, ở chợ người ta. Dạ, yeah. Lúc đó là bà Tư dẫn con bà Tư đi chung. Bà Tư làm nuôi con bà Tư đúng không? Ừ, đúng. Dạ, rồi lớn lên khi dựng vợ gả chồng xong con bà Tư đi làm hết. À. Đi mãi không về. Nó không có gì. Dạ. Nó không có biết thương. Bởi vì tôi khổ, khổ không khổ gì. Tiền bạc là một, hai nữa không có thấy đường, thấy xá gì hết. Con nói bà Tư nghe nè, bà Tư không chịu vô chùa, bà Tư về nhà con ở đi. Không. Ừ, không được, bởi vì mình cúng quả gia đình. Mình đem củ quyền theo bà Tư ơi. Không được. Không được. Được. Mình cũng cúng vậy hàng ngày, không có bỏ cha bỏ mẹ lần nào. Nhưng mà từ ở đây ai sẽ là người lo cho bà Tư? Tại bởi vậy mình tự mình lo. Có nhiều ăn nhiều, có ít thì ít. Đó. Nó khổ bài nào thì mình phải che đậy bài nhảy thì sao giờ. Chứ miễn có cơm mình dùng được rồi, no thôi. Ăn bao nhiêu, ăn chừng chén cơm, chén mấy cái cơm rồi. Nhưng con thấy bề nào của bà Tư cũng khổ hết trơn á. Dạ, dạ, đó. Nãy bà Tư nói khổ bề nào che bề đó. Nhưng cái lật lại bề này cũng khổ, mà lật lại bề này con thấy cũng khổ lắm, cô chú anh chị. Không có bề nào bà Tư được khỏe hết trơn á. Bởi vì tôi buồn, tôi khóc ướt rồi, trời ơi, chú ơi. Ngủ bằng đêm ngủ không được.
3 giờ cái thức dậy cái cháu sẽ sáng thì ông cúng gần chủ cái trong buồn á, rồi mới nằm chút. Tôi không có thời gian nào mà tôi sung sướng hết trơn nha cháu ơi. Nãy con hỏi bà Tư nói là bà Tư thèm dừa tươi đúng không? Ừ. Bà Tư thèm bao lâu rồi? Thèm lâu rồi. Thèm lâu rồi. Ừ. Mà không có mua. Không có tiền đâu mà mua 10.000 một cái. Thèm dừa tươi lâu rồi cô chú anh chị mà không có tiền đâu mua 10.000 trái. Ừ. Thôi. Bán triệu thì người ta không có bán. Dạ. Thấy mình gì tiền đâu có trả người ta. Nó không có bán. Có khi nhiều khi tôi nói chú đừng buồn tôi. Dạ. Tôi đói quá đói rồi. Nói là sát rồi. Thí ơi mày nấu cơm nhiều mày cho tao xin. Chán cơm gì gì tao ăn muối tiêu. Bữa nay không có nấu. Bà cháu không có nấu. Nói xong nói vậy nha. Dạ. Không có bây giờ nữa thêm. À, có nghĩa là những lúc bà Tư đói lòng mà không có nấu cơm nổi hoặc là hết gạo gì đó. Ừ. Đi xin chén cơm nhưng người ta chưa có nấu nên ta không có cho bà Tư. À, dạ. Dạ đúng. Dạ. Rồi cũng phải chịu luôn. Phải chịu đói. Thường vậy dễ thường không bà Tư? Hả? Bà Tư đói dễ thường không? Hoài tôi ha, đói ha. Ngày 14 gầm ngày 16 ha, tôi đói. Tôi đói 4 ngày vậy đó. Tôi đói 4 ngày vậy đó. Ủa sao mấy ngày đó bà Tư bị đói? Biết sao không? Ý y nói người ta cho. Ta cho gạo ở cho đồ ăn đó. À, tài, con hiểu rồi là cô chú anh chị mấy ngày đó là từ thiện đã hay cho. Ở chùa thường cho mày gầm ngày 14, ngày mùng 1 rồi đó. Ừ. Nhưng... rồi người ta không cho. Rồi mình mới nhịn đói. Tôi nhịn đói là 4 ngày. 4 ngày chẳng. Một tháng là nhịn đói 4 ngày. Không có. Mà mới đây. À mới đây. Nè. 4 ngày. Mới thiệt. Thôi ngày nào bà Tư cũng nấu cơm đi. Từ thiện thì có khi người ta có tiền ta cho. Không có người ta đâu có cho đâu. Bởi vậy. Bà Tư cứ chăm ngày đó là thế nào. Từ thiện đem lại hộp cơm như thế nào đó. Không, chứ chăm mãi không có. Không có. Tự nhiên người ta cho. Dạ. Người ta cho hoài. Còn ngày đó. Đó 4 ngày. Dạ. Đó 4 ngày. Rồi cái gì. Tôi ăn... mà khoai lang, khoai lang người ta cho, mới cho khoai lang, này cái kia rồi ăn 4 ngày, nói thiệt với chú, ăn được chén cơm, có bụng nó mới vững chú ơi. Dạ. Nói thiệt tôi cũng khổ lắm chú ơi, không đủ thứ hết trơn. Bà Tư nói củ này phải không? Ờ, à, đó đó, người ta đây, mới cho. Củ khoai lang nè. Dạ, dạ, đây, bởi củ khoai lang. Có nghĩa là khi đói lòng không có cơm thì bà Tư dùng khoai lang này cô chú anh chị. Dạ. À, củ khoai lang cho đỡ lòng. Dạ. Ngày xưa ông bà mình ăn khoai lang độn với cơm. Dạ. Ngày nay bà Tư ăn khoai lang để trừ cơm. Đó. À, ăn khoai lang. Tôi cái ăn cái gì cũng đỡ hết. Tôi không có chê khen gì chứ. Dạ con nói bà Tư nghe nè. Con hôm nay con đến con thăm bà Tư. Trước tiên là con xin chúc bà Tư luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc bà Tư nha. Dạ. Rồi xong con thấy bà Tư khổ quá, để con xin quà cũng như tiền quý ông bà cô chú anh chị kênh con đó. Con gửi đi bà Tư vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Con nói bà Tư nghe nè, con xin tiền con gửi bà Tư cất có an toàn không? Cất được. Được. Bỏ ăn túi. Bỏ ăn túi rồi. Bên đây. Mấy người không có tốt bụng ra vô nó thăm bà Tư mất tiền đó. Không có đâu. Không có. Nhà tôi ít có ai vô lắm. Con quay cái video này lên người ta biết nè. Giờ mình gửi được mà Tư có ai để gửi không? Cái không. Chị chủ quán gửi được không? Không. Bởi vì người ta không có trả đâu. Không để tôi giữ. Cậu ra. Tôi để ra dưới mấy chiếu. Thôi đừng có nói. Nói danh đây người ta biết không hết. Có, không có. Đừng có nói, để gọi hồi nói riêng con nghe là có nghĩa là có tiền là giấu ha. Dạ. Đừng, bà Tư đừng nói giấu chỗ đâu nha. Gửi người ta lấy, người ta không có trả. Tội nghiệp của chú anh. Đừng nói trên đây, nói đây ăn trộm nghe đó. Ờ, bảo vệ ăn trộm lắm. Dạ, đừng có nói nghe. Dạ. Ăn trộm nghe, ăn trộm biết bà Tư giấu cái chiếu, giấu chỗ khác nghe, đừng giấu dưới chiếu nghe. Dạ. Vậy thiệt là bất nhớ, trời ơi, cắt được. Gửi người ta không có dơ, người ta đu, người ta dơ rồi ít lắm, người ta buồn cái người ta không dơ.
Con cũng xin thưa cô chú anh chị, thì khi con đến những ông bà cô chú sống neo đơn một mình nè, con thường con xin tiền quỹ của ông bà cô chú con gửi, thì đâu đó con cũng sợ khi con ra về ông bà sẽ không giữ được cái nguồn tiền đó, hoặc là những người xấu đã vô người ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống, xáo trộn cuộc sống của bà. Nhưng mà có một điều bà Tư vừa nói, thì hôm trước con cả từng quay một video cái bà cụ mà có giống lòi đấy cô chú anh chị. Thì khi bà cụ gửi cái người hàng xóm, người em dâu đó, khi mà lấy lại rất là khó cô chú anh chị. Gửi thì được, lấy lại rất là khó. Cho nên đó là một cái điều trăn trở của con. Thì con cũng mong là khi tiền quỹ ông bà cô chú gửi, thì con xin trích con gửi đến bà. Rồi bà tìm một cái nơi nào đó an toàn nhất ở trong nhà, bà cất. Bà cắt để cẩn thận để bà có tiền để bà xài. Còn gửi người khác thì hầu như không, người ta không có dơ. Ta không có dơ. Dạ, mong là ông bà cô chú anh chị cũng thông cảm giúp con. Chỉ hai con đường thôi, một là gửi người thân, hai là cắt một nơi nào đó cẩn thận. Nhưng con đến thì những anh chị em dẫn con đến, thì những bà cụ thường là sống một mình, không có con cháu gần gũi gì hết á. Giờ là chỉ còn cách là con gửi cho bà Tư làm gì làm ha. Con cũng mong ông bà cô chú anh chị thông cảm giúp con ạ. Bây giờ con đi ra ngoài, con lấy quà vô con gửi bà Tư. Dạ. Dạ. À, cái tay lọ chân của chú anh chị. Quá. Tay cái lọ không có bóc con chú. Tay tôi lọ như thế lắm nay chú. Dạ sao bà Tư? Dạ tay bà đôi lọ lắm. Để hồi con gửi cho. Con đi ra ngoài quán con mua dừa mà không có. Không có đâu. Bà Tư gửi, bà Tư biết cái này gì không? Không biết. Cái này gạo ha. Của chị Tú ở bên nước Đức á. Gửi bà Tư 25kg gạo, bà Tư dùng lấy thảo với chị Tú. Nha. Dạ cảm ơn nhiều, nhiều bệnh tôi cũng gửi lời thăm mấy cô, mấy bác, mấy chị, mấy em gì nha chú. Rồi tới nhất thì anh cái gì cũng cho tôi ăn nữa nha chú. Tết nhất cho ăn nữa nghe của chị Tú. Bà Tư ơi, giờ con bà Tư qua bên nước Đức được không? Không. Qua bên nước Đức đi, cảm ơn chị Tú này nè. Gần thăm đi. Đi máy đi bay. Xe. Đi máy bay. Không, không. Bà Tư đi với con. Đi, chẳng đi không được đâu. Sao vậy bà Tư? Đi trong mặt. Trong mặt là nó ối chết. Đi xe mà nó còn ối nha. À, tiếp theo thì con xin phép con gửi phần quà của anh chị Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, ở Florida bên nước Mỹ đó. Cảm gửi bà Tư thùng mì nè. Bà Tư có thường ăn mì không? Có ăn mì ha. Bữa nào đói. Đói là dễ ăn. Lấy mì ra nấu ăn. Ăn khoai lang hoài cũng không tốt. Ăn khoai lang người ta cho đó chú ơi. Con trong cái phần của anh chị Mạnh Thường Quân ở Louisa đó, thì con có mua cho bà Tư bịch bánh nè. Bạn cho tôi gửi lời thăm mấy cổ cũng khỏe khoắn. Bà Tư ăn không? Con đút cho bà Tư ăn nè, ăn miếng bánh đi cho đỡ lòng. Cái tay bà Tư lọ để con cầm cho. Mỗi khi đói bụng á, bà Tư lấy bánh này ra ăn cũng được. Nó cũng no đó, cái bánh cũng no đó bà Tư. Lần sau con có xuống con mua sữa Ensure cho bà Tư uống. Nha. Dạ. Bà Tư ăn nó không? Con đút cho nè. Thôi, mà cái này ăn đây phải uống nước mới được. Ăn phải uống nước. Không nước. Dạ. Thôi con để đây rồi, ăn tí bà Tư ăn nha. À, một bịch sữa ống, sữa Trần Quang đó bà Tư. Cọc hơi sữa đó. Bà Tư để dành uống nha. Dạ. Một chai nước tương nè. Một chai nước rửa chén nè. Bà Tư cầm cảm nhận đi. Đó. Rồi bà Tư để xuống. Một bịch xà bông bà Tư giặt đồ nè. Một ký đường nè. Đồ nhiều quá trời ơi. Một bịch bột ngọt nè.
quá. Con thấy bà Tư ở đây á, chỗ này cũng cây cối rậm rạp nhiều, con mua cho bà Tư một hộp nhang mũi luôn. Dạ. Để dành bà Tư ung mũi. Ừ. Với 1 kg lạp xưởng bà Tư dùng nha. Ừ. Bà Tư nào giờ có ăn lạp xưởng không? Có. Có ha. Dạ. Gửi đây cho bà Tư, để bình thùng mì đi, ngồi con dẹp cho bà Tư. Ừ. Đó là của anh chị Mạnh Thường Quân ở Lưu Ghi Đa, gửi cho bà Tư. Quá trả đầu rồi. Biết bao nhiêu. À, nhân em kêu một chị chủ quán vô dòm tiền dùm anh nha. Chị ngồi đây chị dòm dùm em gửi tiền cho bà ha. À, cái phần của anh chị Mạnh Thường Quân ở Louida gửi cho bà Tư nãy giờ gồm có lạp xưởng, mì, bột ngọt, đường, nước tương, nước mắm, xà bông, dầu ăn. Bà chủ tiệm bán dầu ăn đó. Nãy không có dầu ăn à. Nước tương, mắm với bánh với sữa. Thì của chị chủ tiệm là 250.000, rồi cái lạp xưởng 200.000 nữa, 450.000. Con xin anh chị ấy 1 triệu đồng, thì còn dư lại 550.000 con gửi bà Tư nha. Đây 50.000 bà Tư cầm đi. Chị dòm em nha. Ừ. Đây là 500.000 nữa là 1 triệu, trong 1 triệu đồng của anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida bên nước Mỹ gửi tặng bà Tư đó. Dạ. Cái này 1 triệu hả chú? Dạ. 1 triệu hả? Cái này 550.000, 550.000 với mua đồ hết trơn là 1 triệu á. Dạ. Khoan còn nữa nghe bà Tư. Ừ. Quá đầu. Bà Tư năm nay 87 tuổi đúng không? 87 tuổi. Con xin phép con gửi tặng sâu chuỗi của cụ bà 100 tuổi ở nước Mỹ tặng bà Tư nè. Cảm ơn. Bà Tư đưa con đeo vô cho. Quá đẹp rồi. Ừ. Đặng mơ mút, bà Tư sống 120 tuổi bằng bà cụ bên nước Mỹ nghe. Ừ. À, con tặng bà Tư cái này của gia đình cô Nguyệt. Cô Nguyệt năm nay 81 tuổi ở nước Mỹ. Có tặng bà Tư máy nghe kinh để ban đêm bà Tư bắt. Không có chữ ở đâu, có thay đường đâu. Nghe nghe giảng. Ừ. Cái này là chú Đại Bi. À. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, để họ con chỉ bà Tư bắt nha. Có mà không bắt gần ra. Ủa mà nó hư hoài vậy á. Chị ơi, chị là hàng xóm đúng không? Chị chạy qua chạy lại giúp bà Tư những công việc hàng ngày giúp em nha. Ông khỏi nhận cái đây, cái gì bác kêu mà tôi giọt qua liền. Dạ. Yeah. À, còn đây là chai dầu xanh của chú Minh La ở bên nước Mỹ đó. Cái này chị qua chị chỉ bà Tư mở nha, em nghĩ tay bà Tư mở không nổi á. Ừ. Dầu. Thơm không bà Tư? Thơm. Của chú Minh La nước Mỹ gửi tặng bà Tư đó. Cái gì cũng thơm hết, đồ cũng nhiều nữa. Rồi. Đây là những món quà ngày hôm nay con gửi bà Tư để con xin tiền. Con gửi bà Tư nha. Để bà Tư để dành mua thuốc uống nè. Trả nợ người ta nè. Để dành mua đồ ăn nè. Mua chứ dừa uống. Chứ dừa có 10.000 mà mấy tháng trời không có mua cô chú anh chị. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của bác Kim Thành Xuân ở nước Pháp. Gửi tặng bà Tư 500.000. Bà Tư đưa tay con. 500.000 của bác Kim Thành Xuân ở nước Pháp. Dạ. Bà Tư ơi, khi con đọc hết quý ông bà cô chú anh chị, bà Tư cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn nhiều. Để con đọc hết con. Rồi, đọc hết bà Tư cảm ơn nha. Ừ. Dạ, con cũng xin phép ông bà cô chú anh chị, bà Tư lớn tuổi rồi, để anh bà Tư cảm ơn một lần ạ. À. À, con xin phép gửi món quà của cô Đầm ở nước Úc, gửi bà Tư 500.000. Dạ. À, con xin phép gửi món quà của chị Hà ở Thụy Sĩ, gửi tặng bà Tư 500.000. À, con xin phép gửi món quà của chị Bích Ngọc ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500.000. Nhiều quá vậy chú. Con xin phép gửi món quà của bé Long, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà Tư 500.000. Nhiều quá. Món quà của bé Noah ở Canada gửi tặng bà Tư 500.000. À, món quà của chị Nguyên ở nước Úc gửi tặng bà Tư 500.000. Nhiều quá chú ơi. Món quà của chú Trương ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500.000. À, món quà của chị Sang Nguyễn ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500.000. Gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500.000. Chú Nguyễn Thanh Cường ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500.000. Anh Duy ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 1 triệu đồng. 500, 1 triệu, chị dòm em nha. 1 triệu.
Chưa, dạ chưa. Chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương, làm Long Mi Giả bà Tư, gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Bác Thi, 94 tuổi, mẹ chị Vân Nguyễn ở nước Mỹ, gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Anh Quang, chị Sương ở nước Mỹ, gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Anh Tâm, chị Lisa Quỳnh ở nước Mỹ, gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Và một chị ở Phú Quốc, Kiên Giang, gửi tặng bà Tư 200 ngàn. Rồi để con đếm lại cho bà Tư nha. Bà Tư đứa này con đếm luôn. 500, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 9 triệu 250 ngàn, 9 triệu 250 ngàn. Rồi bà Tư cảm ơn quý mạnh thường quân đi. Cảm ơn cho mấy cô ở ngoài nước ngoài cho tôi tết này có gì cho tôi ăn dứ mà cho có tiền có bạc cũng như mà khá giả cho có tiền có bạc mấy cô ở ngoài nước ngoài ngoài cũng thương tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Cũng mừng mà anh giỏi ở ngoài mà có tiền mấy gì mới cho được. Dạ. Phải giàu có dư giả ra mới có vô tới trong này vô tới trong này tiền bạc dữ dằn lắm. Dạ. Cho cái này quý lắm mà mấy cô mấy chị mấy gì mấy cô bác con nói bà Tư nè, mỗi đêm bà Tư niệm Phật hồi hướng công đức của quý mạnh thần quân đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà Tư nha. Dạ. Nhớ ngủ nha, niệm Phật nha bà Tư. Niệm Phật á vô mùng 3 giờ cái thức dậy rồi ngồi công ngốc niệm Phật. Đó là nỗi lòng của bà Tư, cô chú anh chị cũng mong rằng ông bà cô chú anh chị quý mạnh thần quân quý nhà hảo tâm làm ăn khá giả để Tết này có về ghé thăm bà Tư. Bà Tư ơi, khi quý mạnh thần quân ở nước Mỹ nè, nước Úc nè, nước Đức nè, hoặc ở Việt Nam nè về ghé bà Tư đãi món gì bà Tư nói con nghe đi. Mà gửi người ta mua thịt bò ăn được không? Mạnh thường quân ở nước Mỹ ăn chay rồi bà Tư vậy hả? Dạ. Mua tương trao. Là mạnh thường quân ăn dùng chay thì về bà Tư để tương trao. Dạ. Còn mạnh thường quân mà ăn dùng mặn thì bà Tư mua thịt bò. Cái cành là tôi không biết là chú đừng ấy nha. Mình trong lòng mình nghĩ gì mình nói nấy thôi, không sao cả nha bà Tư. Tại bà Tư quý mạnh thường quân, bà Tư muốn nổi đãi món ngon đúng không? Dạ. Giống như con nãy lợi không có tiền trong túi mà tính mượn người ta để mua thịt đãi con. Con cũng xin thay mặt bà Tư, con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thần quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà Tư. Con xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thần quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nguyện cầu ông bà cô chú anh chị luôn bình an mạnh giỏi. Đi máy bay. Máy bay. Nhà hai cái chai này nè, cái này bà cắt đi. Cái niệm Phật với lại cái rồi chị. Hằng ngày là chị ở gần đây đúng không? Kế nhà đúng không? Chị chạy qua chị chạy lại dòm ngó bà Tư dùm em ha. Hỏi nó tôi cũng gái nữa. Chứ cần gì tự gái giờ. Thì ba kêu gì là mua đồ này kia dùm cho bà. Đúng rồi. Chứ đâu có. Là cái chị này mua đồ dùm bà Tư đúng không? Đúng. Mà bữa nay chị hết dừa rồi. Không đúng. Có dừa. Đúng. Ngày mai chị mua em trái dừa được không? Được. Gửi cho bà Tư. Quá khá. Rồi bữa nay được nhận quà, nhận tiền vậy đó, bà Tư có mong ước điều gì nữa không? Vậy đại vũ rồi con nữa. Còn thiếu cái gì đâu nữa. Quá. Không có mong gì chân ha. Mà bà Tư có mong con quay lại thăm bà Tư nữa không? Có. Có chứ sao không. Phải quay trở lại. Tôi đi về. Là cũng mong con quay lại thăm bà Tư nữa. Để bà Tư nấu cơm để con ăn nha. Ông bà cô chú anh chị thì hôm nay con do nội dung video cũng dài nên con không có cùng với bà Tư nấu cơm gửi hình ảnh đó đến quý ông bà cô chú anh chị được. Khi nội dung video con đăng lên hữu duyên được ông bà cô chú anh chị có gửi những yêu thương, con sẽ quay lại thăm bà Tư thì lúc đó con sẽ tái hiện lại hình ảnh bà Tư nấu buổi cơm mời ông bà cô chú anh chị. Và đó cũng là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ để con dọn cái khạp gạo của bà Tư. Con lấy cái gạo thừa, gạo nãy mấy con mọt ở trong đó đó cho người ta. Rồi con đổ gạo mới vô cho bà Tư dùng nha. Dạ.
Rồi chiều nay là bà Tư có tiền rồi, có nhờ ai mua đồ ăn dùng cơm nghe. Dạ. Chú ăn ha. Dạ con về. Dạ. Con đi về. Bà Tư là mình giỏi con về nghe. Dạ, cảm ơn chú, về ngoại cũng cảm ơn nha. Dạ. Cầu chúc cho mấy cổ ở ngoại bình an vô sự, có tiền có bạc Tết mà đi vô mừng khá giả. Dạ. Ừ. Rồi mới mốt bà Tư khỏe đó, bà Tư qua bên Đức bên Mỹ với con. Dạ. Hứa thì không có ư hứa. Nhưng mà trong lòng muốn đi không? Đi mà không có đi được. À, còn cũ quyền không? Còn cũ quyền. Dạ, không có bỏ nhà được. Ừ. Dạ, dạ thôi con xin phép bà Tư, con dọn cái hũ gạo cho bà Tư dạ, con dạ, về. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm cô ơi, chú dạ, ơi. Bà Tư cất tiền vô túi đi, cất tiền vô túi. Cả ngày nhiêu vậy? Nãy con nói nhiêu con quên tiêu rồi. 9.220.000. 9.220.000. 9.250.000. Bà Tư bắt cất vô túi gạt trên tay lại đi. Rồi ban đêm cất chỗ nào giấu đừng cho ai biết nha, đừng nói luôn. Đừng nói, nói ăn chậm mới vô đó. Còn cái trên tay nữa bà Tư ơi. Bà Tư gài tới hai cái trên tay lại. Rồi, bà Tư để vô túi đi. Bỏ tiền vô túi đi. Rồi. Hồi đó giờ có ai cho tiền bà Tư nhiều vậy không? Không. Rồi con gà lại cho. Có giữ à. Dài 300.000 à. Mừng quá chú ơi. Chắc chiều không có ăn cơm nữa. Mừng quá mừng. Mừng quá không ăn cơm luôn. Ừ. Dạ. Mừng quá mừng. Dạ.